đã quay trở lại với kênh Online 24 giờ TV. Chúc quý vị sẽ có những thời gian thư giãn tuyệt vời cùng với chúng tôi. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn vào nút chuông nho nhỏ bên cạnh để cập nhật tất cả những tin tức mới nhất. Còn bây giờ, chần chừ gì nữa, hãy đến với những tin tức hot nhất trong ngày. Nguyệt Ánh cổng mặt trời than thở nhớ cậu con trai khi đi làm xa. Con trai Nanda đáng yêu với những hình ảnh mẹ lưu giữ lại, khiến nữ diễn viên Nguyệt Ánh nhớ khi đang đi làm xa. Tấm ảnh bé Nanda, con trai Nguyệt Ánh quá đáng yêu, khiến diễn viên Kylie, Thúy Diệm, Anh Thư và anh Tài cũng rụng tim vì cậu bé. Mới đây nhất trên trang cá nhân, nữ diễn viên cổng mặt trời vừa chia sẻ những hình ảnh của con trai cưng khiến cô rụng tim, người đẹp than thở viết, không nói nên lời. Mong được về sớm với chàng, bé Nanda được mẹ chụp lại khoảnh khắc khi đang chơi một mình, với khuôn mặt ngơ ngác, đôi mắt tròn xoe của cậu bé, khiến cô phải lưu giữ lại ngay. Đôi mắt sáng hai mí của Nanda không chỉ khiến mẹ Nguyệt Ánh nhớ nhung mà cư dân mạng còn đốn tim. Kylie, chàng ơi, em chui vô gầm giường luôn vậy hả, cưng quá xá. Anh Tài, trời ơi, siêu nhân đẹp trai quá. Nguyễn Ngọc, Thúy Diễm, cưng em chưa. Người mẫu Anh Thư, Kylie, Thúy Diễm, Anh Tài cũng thích thú với khuôn mặt dễ thương của bé. Trước đó, cô từng chia sẻ những hình ảnh của cục vàng khi đi làm xa. Nguyệt Ánh nhớ con đến không ngủ được. Vốn là nữ diễn viên nổi tiếng, người đẹp luôn phải bận rộn với lịch trình dày đặc. Không chỉ quay phim quảng cáo mà các chương trình thiện nguyện giúp đỡ người nghèo, có khi không thể về nhà suốt mấy ngày liền. Tổ ấm hạnh phúc của Nguyệt Ánh và ông xã Ấn Độ sau hơn 2 năm về chung một nhà. Sau hơn 1 năm hẹn hò, Nguyệt Ánh và ông xã người Ấn Độ về chung một nhà vào tháng 3/2017. Đến tháng 8/2018, cô đã hạ sinh quý tử đầu lòng. Nhưng nữ diễn viên chọn cách giấu mặt con. Thời điểm đó, cô thường khoe các góc chụp nghiêng hoặc che nửa mặt cậu con trai nhỏ của mình. Được biết chồng cô là người Ấn Độ làm thầy dạy yoga, đang sống và làm việc tại Việt Nam. Quý tử nhà nữ diễn viên sở hữu nhiều nét đẹp của cả bố lẫn mẹ, với mái tóc đen dày, đôi mắt sáng, hàng lông mi cong. Con trai Nguyệt Ánh tên thân mật được bố gọi là Nanda, tên đi học là Adita Nanda Nguyễn, chào đời hồi tháng 8/2018, nhóc tì là quả ngọt của nữ diễn viên và ông xã Eswarao.